Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay nha. Thì chiều nay Bùi Hải Vlog mới đi Long Thành Đồng Nai hôm qua 2 ngày là cô chú anh chị, bữa nay nữa 2 ngày. Mới vừa về tới luôn. Đồ còn để trên xe luôn nè cô chú anh chị. Chạy vô lau mộ thầy. Sáng có chị Bích cũng ở nhà mua đồ cúng thầy cũng đỡ. Rồi không có chị Bích chắc không. Thầy sáng thầy không có đi khắc thực. Rồi phải sáng không có chị Bích nhà chắc thầy phải đi khắc thực rồi. Rồi, trời. Lá cây đâu dữ vậy. Hồi sáng qua giờ con đi Long Thành Đồng Nai thầy ơi. Con đi đi tìm đường cứu nước. Mà hên có thầy độ. Có thầy với cậu độ thôi được, con uống uống xin chai nước con uống, con khát nước quá. Trời ơi sáng mình đã mình lao ở đây mà bả thổi bả cầm bả thổi mà không cho bả thổi không được. Không nhận. À, đi từ quả về đây nắng ghê. À, bởi vậy chị có thấy nó đủ giờ chưa? Sáng chị lên sớm bắt đầu chị bật lên chị bị like, chị like mộ cậu. Trời ơi, hồi sáng chị bực mình mà đó, thấy không? Sáng chị có thay nước không chị? Có. Bữa nay mấy mình ta? 12. 12 à? À mà chị ngồi đây nè mà lá lú gì nó văng trên đó. Rồi để đi. 2-3 ngày nữa đi mình nhổ tiếp nhang. 14 rằm mà nhổ. Tôi cũng làm đi nhổ tim nhang bóp cho nó đẹp đẽ lại. Trời ơi, đi về nó nắng ghê thật chứ. Vậy nắng quá trời nắng luôn. Xem tí nữa sáng thầy đi khắc thực rồi. Vậy đó là em đi thì có chị nhà thay em. Mà lâu lâu mới điền lần thôi chứ đâu có đi hoài. Em đi đâu em cũng phải về. Bộ tính là quải quay kênh Bùi Hải với bộ. Mà sợ là quải kênh Bùi Hải quay không có view. Sợ quay không có view. Nên quay cái kênh Hải My. Hên cũng hên. Thầy độ, cậu độ. Quay kênh Hải My cũng được mà mấy chục ngàn. Cũng đỡ khổ. Mắc giật dữ vậy. Bây giờ chiều có ai chửi không mắc giật nữa. Hên á, không ai chửi đâu. Chắc là đêm nay lên 100 ngàn á. Qua giờ đi Long Thành Đồng Nai không có chọc ghẹo ai nha mấy má. Mấy sáng mà có em chẳng chửi từ đó ra. Nựng bà. Chửi bà làm chi? Nựng bà. Anh nói rồi cô để cái khu này đi làm vừa quá. Bà lì lắm. Trời ơi, bà già chứ bà lì lắm. Bà lì tôi cho bà lì thêm xíu nữa. Bữa nay giờ này lao có sáng rồi nữa không?
bữa mà em đi nha, em tưởng đâu chị bệnh chị không có lên chứ, em xuống em lau mộng mình luôn, lau mộng mình xong rồi lên làm đi luôn á. Là bữa mà lau mộng một mình á, à mộ cái thầy nè, xong làm lên làm sạn rồi em đi luôn. Có một mình thì lau một mình, hai mình thì lau hai mình. Ông hình thầy qua vợ lau mộ xong xuôi rồi. Bữa này chuẩn bị thắp nhang. Ở cái bình bông này xéo hoài ta. Phải quay lại mặt tiền vậy mới đúng. Hồi đám tang đã chôn chưa anh Nam? Để đám tang nó không lớn. Có đập 3D mà không lớn hả? Không chắc không kè. Trời ơi bấm ma vậy em quay mới có view quá. Hồi sáng chị ghi cái tiêu đề sao? Chị quay không? Ừ. Đăng chưa? Đăng rồi. Rồi xong. Tưởng nó chưa đăng, chút chỉ cho đăng. Ngày qua mà phải có thằng ếch, em chỉ nhà quay cái đám tang của cái thằng 43 tuổi đó chắc view dữ lắm luôn. Xem chỉ quay tại có gì nhiều. Mấy trăm vậy thôi. Mấy món à, nhà rảnh em cũng quay đám tang cho kênh Bùi Hải này coi. Quay một thầy xong xuôi cái coi qua viên có đám tang không, mình quay đám tang cập nhật cho bà con cô chú anh chị xem. Thầy là ưu tiên, phải quay mộ thầy lau mộ xong xuôi. Hôm nay về ngủ cho tới 9 giờ luôn. Ngủ chung áo vàng gái như heo vậy. Ngủ không được với nó luôn. Ừ.
ngủ ngáy tao ngủ không giờ được, ngủ chung ai mà ngáy ngáy là ngủ không giờ được. Tao thức còn tới 3 giờ sáng tao mới ngủ. Tao nằm lăn qua lăn lại phải 3 giờ sáng mới ngủ. Còn nó buông điện thoại xuống ngáy khò khò khò. Làm như con trâu đóng vậy. Tao ngủ mà ai mà ngáy ngáy ha, gác gác tao không giờ ngủ được. Ai mà ngủ ngáy cũng ngủ được mà ai đây ngủ mà ai bắt nhạc bắt hết ga luôn cũng ngủ. Chơi nhạc sống sáng đêm luôn cũng ngủ. Cái nhạc thì mình không nói. Còn ngáy là ngủ không có được. Còn ngủ mình hên là nó ngáy á. Chưa đánh trống mà. Hên là nó ngáy đó, gặp mà gặp nó mà nghiến răng thử coi sao mà dám ngủ. Nghiến răng rồi ngủ tới sáng vậy mất tiêu lỗ tai. À, chiều chị em xuống lòng mộ thầy thắp hương xong xuôi rồi cô chú anh chị ơi. Buổi chiều có mấy chị em họ bây giờ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.